Sau Nhật xin chào cả nhà nhé. Hôm nay em vừa về thêm được cái chiếc hút ẩm gọi là khủng long bạo chúa các bác. Hút ẩm khủng long nhé. Một cái con máy rất là hiếm để mua được. Và đặc biệt là cái con này các bác, từ cái vỏ viết của nó này, nó vẫn còn nguyên. Cái dòng này thường hay đa số là về là phải sơn lại, nhưng con này vỏ viết của nó vẫn còn rất là mới các bác. Đây là một cái trong những cái con máy, nếu mà nói về hút ẩm thì nó là hút VIP nhất trên thị trường hút ẩm. Kể cả em nói cái con chân voi nhé, hút cũng chưa bằng con này được. Đấy. Con này nhà các bác thì cả chơi 100m² hút cũng ok luôn, khỏe, cực khỏe luôn. Công suất hút là 26 lít một ngày đấy ạ. Hình thức đúng nguyên chất bãi. Con này cái máy này còn quá đẹp luôn, đúng chất của nó các bác nhé. Đấy, nguyên zin hết toàn bộ này, vỏ rất nguyên. Đấy. Hút 26 lít một ngày các bác nhé. Điện của nó 220V luôn, 360W. Serie number này, sản xuất tại Nhật bản luôn. Yeah. Một cái dòng máy đỉnh cao của hút ẩm. Không ai có thể chê con này được. Không ai chê được các bác nhé. Bình nước lớn. Không ai chê được con máy này. Con này nó chạy hút thì dã man lắm ạ. Có ion khử khuẩn. Trên máy bảng điều khiển khá là dễ dùng. Hôm nay độ ẩm thời tiết miền Bắc khá là kinh khủng các bác. Mấy hôm trước thì độ ẩm, nay độ ẩm rất là thấp rồi nha. Trên này có 3 chế độ hút ẩm của anh, tự động. Giờ các thứ đây các bác có thể dịch ra nhé. 3 chế độ gió, yếu, trung bình, mạnh, mạnh luôn. Đây, gió thổi cực mạnh luôn nhé. Hút ẩm cực mạnh. Sấy quần áo cũng 2 cấp độ, mạnh nhẹ. Đấy, gió nó rít cực mạnh luôn. Các bác sấy quần áo cho nó nhanh, cho vào phòng nhỏ, con này sấy thì kinh khủng lắm ạ. Tắt bật ion này, đảo cánh gió các bác nhé, chế độ cánh gió đảo, đảo cánh gió, gió 100% độ ẩm và thêm hẹn giờ, hẹn giờ tắt. DVK268A. Bác nào thích hàng khủng, hàng VIP thì các bác chơi con này nhá. Đây là cái dòng VIP nhất, chạy siêu êm, cực khỏe, cực lì đầm. Con này nặng lắm ạ, xem bao nhiêu cân không. Con này nặng kinh khủng luôn. Mười sáu kg các bác nhé. Hút ẩm mà nặng tới 16 kg thì nó kinh khủng thế nào rồi đấy. Con này thì không phải nghĩ thì về chất lượng rồi. Chiếc này thì em bán là 5.8 các bác nhé. 5.8 bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển, ship hàng toàn quốc, phí vận chuyển đi toàn quốc. Con máy này với cái số lượng cân như thế nó rơi vào tầm khoảng 100. Các bác có nhu cầu qua lô nhé. Hình như mua bán đặt cọc trước 500, nhận hàng kiểm tra đúng hàng thanh toán nốt. Một hai hôm nay nó khô cái thì hút ẩm nó lắng lại, nhưng mà các bác tranh thủ những lúc khô thì lại có hàng để mua đấy. Chứ còn lúc cứ nồm ẩm lên thì lại tranh nhau mua thì lại không có hàng đâu ạ. Chào các bác.